Nghe nói chú bỏ cá không có bỏ được, chú bỏ về nữa. Đào lỗ lên cái đó là đẻ đó. À, đào ông gì tôi không đi luôn. Quá bự thiệt luôn đó. Xin được phép mến chào của chú anh chị cùng quý vị. Hiện tại hôm nay mình cũng đang có mặt tại cái đoạn sông Dàm Nao của chú anh chị. Ở đây là ở cái cốc con sáo á, ở dưới sông này nè, cũng có một bầy cá nó gom gì đây rất là nhiều. Ở đâu mà nó tập trung gì đây cũng lâu lắm của chú anh chị ha. Chị con chào sáo. Dạ. Sáo này gắn camera luôn của chú anh chị quý vị. Ở bên này có he nhiều dưới sáo á. Ủa bên này có he quá trời luôn rồi nè. Ok. Ủa bên này có he quá trời nhiều luôn rồi nè. Kìa, thấy cái he nó loại như vậy vậy? Ở dưới đây hình như bắt cái đồ cho mình đi xuống đây luôn nè. Đi xuống được không? Được, xuống được đó. Trời ơi. Cá bự luôn kìa. Nguyên bài cá bự luôn. Trời ơi. Để lấy lại lấy con đó coi cái cá. Coi cá trà chứ không, lắc vô đây nữa nè nó. Ôi, nhiều quá trời luôn rồi. Ê, bước xuống từ từ nha, bước đi từ từ thôi. Nó mà ôi ôi ướt mình luôn đó. Quá trời luôn rồi. Cái này là biết bao nhiêu ngàn con mà nói là nè, tính tắn luôn á. Tắn hả? Chứ đếm con đếm được đâu, cội ngoài đây nữa nè. Đến qua đây. Bây giờ mình đứng, nói chung là mình đứng giữa bầy cá luôn đó. Đây là đầy sông Đầm Nao gì bạn ơi? Sông Đầm Nao nè. Đây là sông Đầm Nao nha quý vị. Bên đó là bên Tổ Đình Hòa Hảo á. Tổ Đình Hòa Hảo. Bên kia là Tổ Đình Hòa Hảo. Ở bên đây là cái bên đây. Ở bên đây là ngay dân chủ Phà Thường Giang của Giang. Của xã Kiến Ngang á, xã Kiến Ngang. Xã Kiến Ngang cái gì? Trời ơi. Quý vị của chú chị, đây là cái đoạn sông nói chung là nước hoàn toàn 100% tự nhiên chứ không phải là cái hầm nha. Tại vì những cái lần trước mình quay mình chia sẻ lên, ta nói là ở đây là gào lưới lên hết cho những con cá không ra, là không phải thực sự phải quý vị. Để tắn những cái phao là những cái về lục bình này cho những chú cá nó dựa vô đây của chú chị. Ở đâu mà không biết cũng như là gom vậy đó quý vị. Thì chút xíu nó mình hỏi bác nuôi cái đàn cá này như vậy. Giờ vô chổng cho ăn, chổng đi thì chổng quá trời luôn. Quá thế nó vũ rồi, người đẹp ơi. Dữ dằn luôn rồi. Con nào con đấy bự bự không đó. Ô cá ơi, dữ vô, quá đẹp quá bự ơi. Thôi. Kìa. Ướt mà nó chết luôn à. Đi ra đó nó ngồi quéo vậy nha. Mình bỏ mà. Chưa xong ơi. Ngồi đó luôn đó. Cái bụng con cái bộ. Nè ông dính cái máy ơi. Ông xuống tắm luôn đi. Bỏ ra đứng đây cho nằm sáng sáng nè. Vậy đó. Mở chưa? Rồi, sớm giờ quay rồi, sớm giờ. Cho nó ăn coi, cho nó ăn coi. Đây, xíu xíu cho nó ghẻ nha. Coi sao không, sao không? Ghẻ không sao, mình đứng rồi. Rồi. Coi sao không? Không phải, cho ăn là mấy ổng lại à. Ồ, vậy là ổng đến xuống nó sợ rồi quê. Không phải quê. Đéo với bác bên đi vô. Thôi, ô, đi nè, đi lại đây nè. Đâu? Đi lại đây nè, đi lại đây nè. Theo như ở đây anh quan sát. Anh quan sát là bao nhiêu loại cá? Nè, bác. Đéo với. Nè. Đúng rồi. Bỏ thử. Bỏ lên hai tay, bỏ hai tay á. Bỏ thử ăn lên. Dễ, con cá mày dinh bự, con cá đúng rồi, cá mày dinh quá bự luôn rồi. Cá này một con gì đâu khoảng nhiêu ký sao? Dạ. Trời ơi. Bắt không được bây giờ. Dễ bắt lắm. Nghe em sáu nói đây là có con cá nào mà nó to quá mười mấy 20 kg luôn á. Nó chết. Anh nhát quá không được. Bỏ nhẹ nhẹ nó lên. Bỏ nhẹ nó mở nặng luôn, con cá mình kêu mở luôn. Thôi. Anh lo anh là không bắt được. Con kia là bay lớn. Bự lắm rồi, con phòng
khó bắt thôi. Đàn cá kéo đến đây là đúng 3 năm 1 tháng luôn. Ông Sáu nhớ từ ngày từ tháng luôn. Ông vô đây nè, vô đây nè. Nó cũng dạng chứ mình gờ được mà. Gờ được nhưng mà bắt không được. Nãy thì mình cũng gờ rồi. Nhưng mà tại vì là nè cho miếng lên nè, tại cá sống mình không thể mình lấy giúp đây nè, ông thảy giúp đây nè, mình không thể bắt được. Lấy tay đập xuống á. Kìa lỗi lại gai đó. Trời ơi, nó sợ ông đến là sao á. Ông đến lại là nó nghỉ ấy luôn rồi. Cho vợ nó phát thôi. Lên nè kìa, quay. Đó. Đó. Con. Bự á. Kìa, nó út kìa. Hết thấy con cá nó út rồi. Lửa cá bự á. Ông ấy nhẹ, ông ấy mạnh quá, dãy liền à. Kìa đó, hết thấy bự rồi. Mà con nào con nấy nó trắng phao luôn ta. Sạch sẽ rồi, cũng như sạch sẽ, nước trong á. Nước trong, nước mát, con cá nó trắng phao. Kìa con cá sau lưng quá bự luôn kìa. Cá bự nhiều lắm, mà nó bắt không được. Mà trong đây nó có con cá cha màu đen nữa. Cũng như nhiều loài. Cá mè dinh nè, rồi cá he nè, cá cha nè, rồi thêm mấy con cá rô nữa. Có cá lóc nữa chưa? Có cá tai tượng, ở đây có cá tai tượng nữa. Con cá này nó sao nó con cá này nó khô với chơi. Gặp mình nó quá thế luôn rồi kìa. Mạnh lắm chứ bộ nói. Bỏ lên từ con thì coi đó. Ông mạnh lắm chứ bộ. Kìa còn thức ăn nữa kìa. Thấy chưa? Bây giờ ông kìa, anh đến bắt mình từ còn. Ê, có cá bự đó, lú cái lưng bự to thiệt là to luôn kìa. Đó. Mà con nào con nấy cái kỳ của nó là có nghĩa là cái kỳ của nó mòn hết sao luôn á. Tại vì ông mạnh lắm chứ bộ, dưới nước rất mạnh. Mạnh lắm. Cá này nói chung là cá này không có đau ốm gì chân luôn. Đau ốm gì đây? Nó mạnh như trâu vậy. Ông lấy độn cho nó ăn đi. Công nhận giống mà nuôi trong hồ mà nó dạng dữ ta. Con cá nào con cá đấy nó dạng thì chứ. Mình gờ tự nhiên luôn, mình gờ từ con hết luôn. Kìa đó, nó bu lên kìa, sao lên kìa. Kìa đó. Ta thế mấy cá này. Con nào con đấy nó ú mà sắp mê luôn á. Nhìn đi ra trong hầm luôn à. Đó là lần trước mình quay chia sẻ lên mấy đoạn là quý vị ở xa cũng nói là cái này là cái ao mà gào lại với cái bè chứ không phải là ở ngoài tự nhiên ha. Cái này là thật sự 100% tự nhiên ở ngoài luôn. Ở ngoài sông nghe cái trong chỗ sông gầm đau luôn đó quý vị. Đó. Nó rất là giảm đi chơi. Nhưng mà có cái nó hơi mạnh. Dạng hơi mạnh. Kìa cá cha màu đen sau lưng kìa. Kìa. Bắt lên. Anh bỏ lên từ con mà anh mê nó thêm giờ miếng cá hoài luôn á. Đầu á, dễ lên. Nó đầu hả? Hiểu rồi. Hiểu rồi. Anh. Ông bên này mà bác kìa đó. Bác cháu chỉ là đúng rồi, đúng bài á. Ôi cũng mạnh ghê chưa? Mạnh. Con nào nói mạnh? Cá quá mạnh. Cá nó bự thiệt. Nó ú kìa. Bồi. Tại cái tay. Cái tay ông bị yếu không quay. Như anh như ông yếu hơn cá vậy không? Cá này bắt không được. Cá này ta hiền lắm ông ơi. Đăng một cái là má nhầm cá. Tự nhiên mà. Có đâu. Kìa, sao lưng kìa. Vậy.
ông quá dở rồi. Trời ơi, hồi đó giờ ông chưa đi bắt cá lần nào vậy trời. Không thông cảm đi, đúng rồi, thực chất là vậy đó. Rồi ổn. Đó đó mua bắt cá đây. Đây quay qua đây, quay qua đây. Ê, nó nghe nè. Ê, nó nghe nè, từ lúc vừa bắt cá gô quen, bắt cá cha nó không quen hay sao đó. Bắt cá bự quay. Hả? Cái này. Rồi, ông bắt con cá mà ông quíu giùm hết trơn. Đó. Ôi. Không được kìa. Ôi. Phải đâu, chặn cái đầu nhím cá nó nhảy luôn nghe như con kia đó. Chú Nam xích ra bên đó chú Nam. Cái đầu đúng vậy. Ở đây là ông Sáu, ở đây là ông bắt giảng mấy giảng mấy niệm Phật 100, nói chung là 24/24 luôn. Bắt 24/24 luôn cho mấy con cá nghe luôn. Nãy giờ ông ở trên không phải ông, bây giờ ông xuống nước luôn đi, ông ngâm mình với mấy con cá luôn đi. Nhẹ nhẹ lên coi, bắt nhẹ nhẹ lên. Anh đến đây. Ờ, nguyên bắt được con này chứ anh đến. Ông xuống cho nó thử coi nó sâu không? Ờ, okay. Xuống cái cầu luôn, phẩm dưới là coi sâu không? Lỡ ướt mình luôn rồi. Cái hàm này nè. Bà vũ 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 cái nhẫn nó đâm cái bà luôn á. Thôi bậy hoài. Chỗ này không xong rồi ông nội ơi. Bà Hoàng đưa lỗi xuống luôn nè. Đây, tại vì Hoàng đến đi làm từ thiện nhiều quá cho nên rung tay rồi, gặp ổng rung tay rồi. Ông à. Đó đó đó. Bắt cái gì đâu. Nãy giờ ổng đơ mạnh vô ơi. Nhẹ mạnh vô mình đấy. Nhẹ lên. Đây cá bự, theo cá bự quý vị, cá nhỏ nó gom lại một cái nhóm nhỏ như vậy nè, cá bự với cá nhỏ nó chia ra. Ôm vô, ôm vô. Trời ơi, ổng cái đuôi nó mạnh vô lắm. Cái đầu ổng im hơn. Cái đầu lên, cái đầu á lên. Ê, nó giờ quên á, đến ha, quên nè. Nó đây, nó nghe nè. Đâu ông hỏi ông Sáu coi mình gờ mình động gì cá nó có đi không, hỏi ông Sáu ơi. Ông Sáu ơi, mình gờ vậy không hả Sáu? Sáu nó không rồi. Không luôn hả? Ông nói chơi à. Cái gì? Dữ lắm. Gờ động gì cũng không đi luôn. Quá bự thiệt luôn á. Rồi rồi. Con cá này trắng như cá bông lau luôn ta. Giống cá bông lau luôn. Cá ba sa sống dưới, cá ba sa sống trong mình không ta? Cá này biết bay. Cá ba sa hả? Không biết nữa. Là biển hồ. Tôi hỏi nên cá gì ba sa hay là cá cá rồi gì cá hú. Cá hú nuôi bè không mà chú ơi, nuôi bè nhiều. Đây nó đây nè. Quý vị coi trong đây là trời ơi, con nào con đấy nó trắng, nó trắng mà nó mập ú ù luôn. Quá trời ú luôn rồi. Toàn là cá cha không. Trời ơi, cá cha rồi. Hết xuống lớn cá cha rồi. À, chỗ này không là hai công đất quý vị. Là cái bờ sông này không là khoảng chừng tầm hai công đất luôn á. Rồi cái độ sâu từ đây xuống dưới đó sâu 18 thước hả? 18 thước. Sâu dưới rồi ta. Đến. Đến gì? Đi ra thử chỗ này sâu không? Sâu sâu rồi. 18 mét mà không sâu. Không được kìa, ông Sáu không cho kìa. Ở dưới đó. Ở dưới nó sấy không sao? Trời ơi, người ta đóng đó ông ơi. Sao ở dưới nước nó có sấy không? À không sấy hả? Vậy là dưới có cá bự với nó chắc là nó chưa lên ha. Cá bự đang nằm ở dưới. Đó nó có còn 2 mấy ký luôn mà. Trời ơi, dữ à. Ủa? 13 năm 1 tháng rồi. Ủa mình có căng không? Mình biết 2 mấy ký làm sao ha? À, mình đổ chừng ha, thấy bự quá, đổ chừng ha. Ồ, thấy bự đổ chừng quý vị. Dữ, trời ơi, dữ à. Cái này đây nè, ai? Cái xíu bà ơi. Trời ơi, tưởng con cá bự dữ thôi, bỏ xuống đi. Quê quá trời luôn rồi. Nãy giờ dính rồi đó không? Quê quá trời, quê cá nhỏ xíu mà đã làng. Quá mơ bự. Dở là có chút xíu. Cái này cũng như là bà trẻ trâu. Ở đâu mà cái này cắm nó như thế là thử rồi.
ở trong này được nè. Trời ơi, xuống đây tắm với mấy anh ta. Ồ, sâu dữ lắm. Nó tan hết trơn, mở vô. Đây. Sao còn cái đầu không diễn đến? Để cho bu đây, để bu tôi thứ ơi. Nhớ nó chừng nó ghĩa, cái nó ghĩa cái nha. Bu lên đi con, ăn đi con, để bu thứ coi. Đó, tụng nó bắt đầu lại đó. Trời, con cá vàng. Ông im á, nó mới bu lên mình, ông im đi. Im đi, mới bu lại. Bu đang im. Nhiều nhiều đứng sao ơi. Dùng cái nhiều nhiều coi thử coi sao. Ông gãy trước mặt luôn làm sao. Ừ. Đó. Ông im đi. Ông nói lời cốt chân á. Ông đừng có nói chuyện nữa khách. Ừ. Nghe hay được hay gì ơi. Nghe tôi nói chuyện nó bài hay chỗ khác vậy á. Người coi chứ. Cá đó lại nó gọi đầu cho ông luôn rồi kìa. Trời ơi, lần đầu tiên cá cha gọi đầu lên đó quý vị ơi. Cá lóc bên đây nằm bộ, cá lóc bên đầu đó bộ. Ờ, ơi, cá lóc. Nó đi theo nhóm, không nằm gặp cá lóc đâu, bộ lạ lắm, sao la dữ. Không phải là tại vì sống mà. Sống là cá lóc nhiều nè. Ủa, sao nó có con cá hoa cà nữa nha. Cá hoa cà là cái gì ta? Cá hoa cà là cái gì mà. Bây giờ mình kiếm con cá khác mình hả? Bắt thử cái ta. Cá sấu hoa cà không sao? Cá sấu hoa tiễn á. Hoa cà nó là sao ta? Cá sấu hoa tiễn á, biết không? Cái mũi nó nhậu như cái. Đúng rồi, đúng rồi. Đè, cái mày dinh ơi, mấy con cá he bự không nè. Đúng rồi, cái he quá. Có he quá trời bự luôn kìa, im im đến. Đứng im á. Ủa rồi cái đợt mấy con cá tai tự mình phóng xanh trên đây đâu mất tiêu không sao ha? Còn ha mà, nhưng mà còn cái số nó đủ mà là nó đi bớt. Dạ. Có đợt đó có mấy con sáu cũng mua cá tai tự trong hầm ông thả đại này nè cô chú chị. Đó. Đó. Bây giờ mình đi ra ngoài quý vị. Đâu 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 đâu. Nhốt gom theo đó. Đúng rồi, đúng rồi. Không phải là lạ gì, nhưng mà xong giờ khó tìm đâu, có lóc chuồng đó nè. Có cá rô nữa. Cái lóc mà cá lóc sông, cái lóc đồng đâu. Cái đồng mà. Ê, con cái kìa. Con cái nó bự kìa. Ồ, cái gì đẹp vậy? Con cá đó là cái gì vậy? Không phải cá chép, con cá này là con cá cày, cái gì nó bự dữ lắm luôn kìa. Ồ, đó ơi, cá bự luôn. Im im cho nó nổi lên đây. Cái này con cá nó không phải cá chép đâu. Kìa. Ôi đừng có giống cá chép có rồng cái gì không? Quá to mà. Quá trời nó bự luôn rồi. Ôi hoàng đệ ơi, đẹp quá hoàng đệ ơi. Im im, bây giờ mình thấy miếng thức ăn ở đây cho nó lội lên đi. Chú Năm. Nè, con cá bự nè. Con cá này nó bự nè, đó. Nó lội dần dưới kìa. Mà không biết con cá này có gì luôn ta. Chú Năm ơi, chú Năm lẹ đi, con cá bự lắm nè. Đây kìa, đây kìa, nó có kìa. Đó. Cá chép quá rộng nặng luôn. Kìa, cá tra màu đen kìa, cá tra đang thui luôn kìa. Đó. Nó lú lên này thui nè, chỗ này nè. Đó. Cho ăn. Đúng vô đó. Nhiều quá. Cá tra mà nó đen như là con mèo mung gì đó. Ủa, mấy con cá tra lại là con cá kìa nè. Cá đen nè, đó đen thui lùi đó. Cái trắng, cái đen nữa. Đen thui kìa. Ông đen như là con lỉ vậy đó. Mô phật. Con cá gì đẹp luôn rồi đó, nó bự lắm. Cá bự chà bá bốn. Cá đen nè. Cá đen. Nãy hai cua. Cá này bảo đảm cho ông là cá đen đó là ở hồ á, hồ nước đen á. Người ta phóng xanh. Phóng xanh mới đen vậy đó. Mình nói ra nước sông cũng. Nếu mà cá trắng là cái hồ nước sạch. Mới gọi là cá trắng. Kìa, cá lóc giống chừng kìa. Thì cá hè mà nhóc chừng á. Đâu vậy thì ở đây là quý vị thì trong chỗ là sông Dầm Nao luôn á quý vị. Thì giữa sông luôn á quý vị. Đó cái tàu chảy đó quý vị. Thì đây không phải là cá này là thì cho cá lóc bằng cá he. Nói chung đi theo nhóm chừng à. Giải tràn lan cho nó ăn đủ luôn á chú Năm. Đúng rồi. Cái he nó dữ quá rồi, nguyên một bầy luôn, giữ dằn luôn. Trời ơi, gãy luôn xuống một cái thôi bay lên đớp quá trời luôn. Mình đi ra xin mãi chút coi. Từ từ nghe ông thầy.
mình sẽ đi ra chút này xong luôn nha quý vị. Đi ra xong, ông đi ra xong em nhảy xuống cái tuần câu cái thử ha. Rồi chú Năm thả cho nó đi, thả bên đây nè. Bên đây nè, cho nó ăn bên đây đi. Đó, không phải cái đường hồng đâu. Để nó kia mình cho cái lóc nhằn đi bộ ơi. Khoan để cho cái lóc nhằn cái đẻ. Quá thế luôn hả? Ô, tuốt đằng kia không có, đằng này kia cũng có nó kìa. Bô mệt. Chạy cái lua bô xô cho chỗ nào cũng ăn được hết trơn. Nó có chai gì nè, mấy ông nhỏ. Được quay. Để em đi qua góc này của chú chị vừa. Tại giờ mình này, bây giờ mình đi góc kia ha. À, để mình đi qua bên góc ở đây cũng cá lóc nè. Đủ loại cá luôn. Nào là cá lóc rồi cá mè dinh, cá he, cá cha. Nói chung là 5-6 mặt cá nó quy tụ về cái khu vực cũng 6 này. Là mùa nước chỗ này là nó sẽ sâu lắm luôn nha. Mùa này nói chung là nước kém quá rồi, nó rút luôn. Nó bày cái chỗ này lên quý vị. Cá đó. Kìa, nó nổi lên một cái ha, là như là trắng con hết luôn. Ê, con cá đó nó bự kìa. Ê. Đặc tiếu luôn á. Nhiều lắm nghe quý vị. Ê, con cá bự. Ê, con cá bự kìa. Ê, con cá bự, con cá kìa. Con cá đó, con cá chém chém cỏ. Nó nổi bên đây nè, bên đây nè, nó đang nổi bên đây nè. Mình cho ăn nhiều quá không nổi. Mình cho ăn nhiều cái anh kia tán lên cho như đâu rồi, từ từ ổng nổi. Cá lóc đó. Cá lóc đây nè. Ngoài ở ngoài nghe nghe phải không? Ngoài, nghe nhỏ. Đây nè, đây nè. Kìa bự đẻ ơi. Cái gì? Cái gì mới đẹp lắm. Cái chấm cỏ. Cái chấm cỏ sao to vậy? Tới đây luôn rồi, tới đây luôn rồi. Đây nó mua hoặc đây nè. Sống lâu năm. Ồ, mua hoặc nữa. Sống lâu năm rồi nó phải to rồi. Ồ, to dữ lắm. Trời ơi, sống lâu năm. Trời ơi, mua hoặc tôi mới thấy cái chấm cỏ bự. Ủa, cá hết xúc lỗ lớn luôn. Về con cá chấm gì? Cá chấm cỏ. Chấm cỏ hả? Cá chấm đến. Trời ơi, cá chấm cỏ. Tự động nói. Ôi, kìa. Cái gì? Ủa, con cá nó mới bự kìa. Cá gì hả ba? Em Sáu nói chung là ngày nào có khách đến viếng á, quý vị đồng đạo của chúng chị gần xa tới đây á, Sáu cũng mua thức ăn cho mấy con cá này cho quý đồng đạo nè, với của chúng chị gần xa hãy cho cá ăn sẵn xem luôn á. Nói chung cá tự nhiên gì là bây giờ là rất hiếm của chúng chị quý vị, nó tập trung là gì lại như vậy là rất hiếm luôn á, không có nhiều đâu. Ở trên kia có một đàn cá bên Phú Tăng nữa, nhưng mà cái đàn cá đó cá nó nhỏ hơn cái này, nó cũng đông lắm nhưng mà cái kinh nó nhỏ. Như là khách ví dụ thì đi lợi thì ai muốn dục thức ăn xuống thì dục cái gì, và một ngày nếu mà nước tính của mình là chắc có thể trên được bao nhiêu. Trời ơi, chục bao đủ hả? Cá bự nó ngoài sâu không à? Chục bao không đủ. Ở ngoài sâu đó cá bự không, quá bự luôn kìa. Không có tiền không? Ba bốn trăm vậy. Trời ơi, ngày ba bốn triệu bạc sao mà chúng sao? Con cá tự tưởng. Mình không biết cái bao nhiêu. Cá mà lội giận giận dưới luôn. Ê. Ê, con cá ấy kìa. Cá tai tượng kìa. Cá tai tượng hết con phi. Sao cá? Ồ, cá con phi và con phi quá bự rồi, con không bự nhưng mà nó lội tốt. Ở đây nó hết lên rồi. À, chỗ này nè, chỗ này nè, chỗ này nè. Gãy ngoài đây nè Cường. Hôm bữa nó là có con bùa nó về đây nó gì. Cái này là mình phải ăn chút xíu rồi, sớm rồi như phút rồi ta. Quá dữ luôn rồi. Mình thấy mê thôi luôn đó. Mê mẳng với đàn cá luôn. Gặp đàn cá cũng là mê mẳng là đứng đi hoài luôn. Mấy à, nhìn may mắn thì chơi chơi ở trên mình nhìn xuống cái là nó gịch liền. Chúc mừng chú Năm. Không hơn trăm hồng, hơn trăm hồng nhiều tại hồng thấy dạng vậy chứ có nhiều mà không thấy cá lên ăn nó dậy không à.
mà ở đây là cho ăn giờ nào cũng. Ê, con cá nó bự, con cá nó bự dữ vậy. Trời ơi, hú tụi mẹ con cá nó quá trời nó bự luôn kìa. Cá gì bự dữ trời. Nè. Nó sệt con hết trơn luôn á. Nhẹo con luôn. Cho mấy vị mình đi càng ngày càng xa cái đó nào sau hôm sáu bắt tới ngoài đó luôn nha. Rồi là gần lắc lư quá, nước cái này ngoài đó chắc là nó chảy dữ lắm luôn á. Cá mà nói chung nó tập trung nó tụ nó lại nở chỗ này á, thì nói chung cái điều cũng rất hiếm nha. Nói chung nhầm ngư á, mình có nghĩa người ta gọi là mình giữ mồi miếng cá lại bến ở cũng rất là khó, nó không có ở đâu. Cái này nói chung ra là cái này cũng có cái duyên tùy kiếp á, tùy theo cái bến á, tùy theo bến thì theo cái duyên nó mới ở vậy thôi, chứ tự nhiên nó cũng không có ở đâu. Không có đâu. Nói chung là mình nói rất là dễ vậy, nhưng mà cái thật nó mới ở. Nó bự nè, cái bự nè, cái bự. 3 2 1. Đẩy đem nào. Chơi kìa với bộ cản ở đây phải không? Rồi đừng giục xuống. Chú Năm. Bạn mình đang làm gì? Mình đang làm việc quan trọng xíu. Được chưa? Hả? Xong rồi đó, xẹt cho cá ăn đi. Nó lên sao dữ vậy? Đâu có chờ sẵn chứ. Ước tính là tầm bao nhiêu tấn lên lắp mình hỏi ông Sáu ơi. Tầm này chắc cũng hơi nhiều đó à, nhiều dữ lắm đó. Thấy mình qua là thấy nhiều hơn mọi năm luôn đó. Năm ngoái mình đó đâu có nhiều dữ vậy ta. Tại của con cá mà dưới nó bay lên nó bay nó táp đớp mọi một cái ha kìa. Toàn là cá he không kìa. Cá he cái mà dính nó đi chung một bầy nè. Đó. Mình thích là cái dạng cá lóc của ngoài nè quý vị. Đó dạng cá lóc ở trong này cho bời cho quá trời bùi nhiều luôn. Bây giờ chú Năm cho ăn phải chừng bao nhiêu tấn rồi? Cái nổi mình cũng không dám chiếc để cho nhiều hết trơn nhiều rồi. Đó là cái hè đó hả chú Năm? Chú Năm cái hè dưới bầy cá lóc trước là chẳng vô cái hè. Đó bùi nhiều quá. Đó kìa. Vừa thôi lên tới lên bờ luôn rồi. Cái lóc chỉ ra ngoài luôn kìa đó. Cái lóc kìa, ông ơi vô trong có cái lóc. Ôi. Đó ông khơi khơi hoài. Cái dàn cá lóc quá đã luôn rồi. Quý vị ơi, quá đẹp quý vị ơi. Rồi. Đó. Qua bên đây cũng quý vị. Cá lóc chỉ ra ngoài luôn, để cá lóc chỉ ngoài luôn rồi ơi. Cá lóc ngoài nhảy ngoài. Nhảy ra ngoài ăn á. Ờ, cá lóc chạy ngoài ăn hả? Nhiều nó cá lóc nhảy ra ngoài. Ông bay ra ngoài, ăn. Sâu quá nghe. Sâu quá lắm á nghe. Ồ. Đây cá. Cá còn đến. Đó trước mặt còn đến rồi, trước mặt còn đến đó, trước mặt còn đến đó. Ồ, quý vị ơi. Mình lớn rồi mình cũng không mình bay luôn nha. Chơi lớn rồi. Chơi lớn rồi. Ê, cá lóc nó tập trung ở đây quá trời luôn nè. Một đống cá lóc ở đây luôn nè. Một bầy bên đây luôn nè. Coi chừng cho nó sâu nha. Đi chừng nó hụt chân nha. Đó. Cái lớn đó. Cái hè đó. Giống luôn á, cái hè cái gì đó. Ờ, cái hè. Ờ, cái hè cái gì đó.
quá dữ luôn rồi. Mạnh vô, mạnh vô ông đến á. Sau lưng này nữa nè. Cái chai nhỏ này nó lợi hay là nó đẻ ta? Ai biết. Đâu ông hỏi nó rồi. Tôi sợ cái chai nhỏ này đâu lợi chứ không có đẻ đâu. Hỏi nó coi nó đẻ hay là lợi à? Nó lợi được. Không. Cái con mẹ tương rồi nó không có đẻ. Quạt ông ơi. Không biết à. Cái gì đẻ chứ nó đẻ cái gì? Ồ cái gì của thiên nhiên của nó có gì là... Không mà mấy con này cha trưởng không có đẻ rồi. Rồi cái gì của ta ơi. Không nói sao. Cái gì của người ta? Có đâu có chừng mấy con khác nó bủ lại đâu không? Cá cũng có đôi cá chưởng nói gì vậy? Đẻ vậy. Ô con này con cá đẻ cho nó đẻ. Ô ông biết hết. Vậy? Sao mà cho giờ không đẻ bình thường mà nói gì vậy? Đẻ cho người khác. Sao không đó nghe? Con khác giống người vậy? Ham không? Ham không? Chứ tôi mê lắm đó. Công Sáu đây nói chung là công đức vô lượng luôn. Má trời, biết bao nhiêu con cá ở đây mà ông Sáu cũng mê mẩn chăm lo cho thằng cá này. Thảy vô, thảy vô. Nếu mà một lần bình thường mình là chắc không có gì không gì ơi. Lần bình thường. Có nghĩa là hiện tại chú Sáu bây giờ mình thương đàn cá này quá, mình gìn giữ đàn cá tự nhiên này. Rồi có một số người đi lễ đánh bắt. Rồi chú Sáu nói là chỉ cứ phiên họ thôi. Nhưng mà họ có nghĩa năng lời với chú Sáu đúng không? Là đánh chú Sáu luôn mà. Gì hả? Ừ. Tôi khổ thân mình quá ha. Mình bỏ tiền của mình ra, hiện tại giờ mình gìn giữ, mình chăm sóc đàn cá này là có nghĩa tiền của mình bỏ biết bao nhiêu rồi. Nhưng mà mình thương đàn cá, chỉ vì thương đàn cá thôi. Mình không muốn đàn cá bị mắc mát thiếu sót con nào đúng không ha? Bây giờ Nguyễn là số đây. Tôi nuôi đàn cá. Cái đó, tôi ngồi đây nè, tôi Nguyễn nói con bỏ quá. Quá cực. Nó bảo qua đi. Chú đó, 3 tiếng hồi sau có nguyên cái đoàn ở Sài Gòn hướng đi kiếm tôi. Ông mới bỏ được. Biết bao nhiêu mà người ở đây muốn bỏ không được. Cái kiếm tôi không biết phải không. Tôi đi lúc đó đi để chạy. Kiếm giờ nó mà hỏi hỏi phải chú đi sớm. Có giùm con. Nói nghe nói chú bỏ là cá không có bỏ được. Chú bỏ về nữa. Chứ bỏ là tiêu hết. Còn ở Sài Gòn con xuống đây con nghe chú nói rồi còn đi kiếm chú không biết chú đâu. Từ đó tôi nguyện là tôi không có để bỏ đàn cá nữa. Rồi tôi có mấy cái cháu á là làm việc bình tĩnh á đại tá, nhưng mà thằng em xếp dân tịnh nói ông gửi đâu qua đây tôi cái thiên nhiên nó phá mình đầu quánh lắm mà. Lúc đó chắc mấy người xịn rồi đánh ông Sáu không sao? Đúng rồi. Lúc là ông Sáu có đó ông buồn tính bỏ luôn không sao? Đúng rồi. Nên tỉnh nó mới qua. Dạ. Qua nó bắt ba đêm. Tới giờ mấy em đó. Thấy vậy thôi. Thấy hả? Có nhân gì nó cậy đi. Dạ. Đó người ta nói là cái câu của thầy nói ông Sáu làm điều ngay cản có thằng đổ cho. Thì ông Sáu làm điều biết bao nhiêu cái công đức. Thì từ từ cũng xui khiến à. Từ từ đó cái sao là im luôn tới bây giờ luôn không sao? Nó kêu gắn cái bia đi thằng nào phá nó quay lại nó lội ở nhà luôn là hèn gì hèn gì bữa nay qua gặp camera gắn quá trời luôn có camera nó cũng đỡ chút ha. Đúng rồi. Nó biết mình có camera nó cũng hạn chế. Con nghe nói ông Sáu có con rùa nó về nữa không sao về ba ông con hả? Ba ông con thôi. Bữa nay nó về ở chỗ nào không sao? Lên ăn cải. Cuộn ăn cải. Đúng rồi, cuộn cải thôi. Cuộn cải không ạ? Cuộn ăn rau mà. Cuộn rau. Ngày qua nó nổi lên. Cuộn chai chứ bố, không láo rồi. Rau chuối đó. Cuộn rau với chuối mà, với cỏ mà. Đâu có ăn cá đâu. Thì ở đây giờ nó đủ loại cá, đủ loại con, cải đi. Cái mặt cá hồ nó mắc lâu rồi, hiện tại giờ nó còn xuất hiện đây không sao ha? Cá hồ đất của mình á. Nhưng mà
ba người nãy nó quận là chú giúp mình hoài á. À, quận bận có người lại câu đó, nó nói nó không biết cái gì, mình chưa thấy, mình không dám nói, mày người đợi mà. Cái nó quận cái cọc này đúng minh nè. Quận quận cọc cung cơ. Vinh luôn cái gì vậy? Vì là khá nó lớn dữ lắm rồi đó. À, lớn. Dạ. Nó qua nó quận nghe cho mấy cái phi đó là tim con lợn mới lớn lắm. Bởi vì nó có mấy con cá chấm cỏ hay mấy con cá gì lạ lạ nó bự hết thế nó bự. Con nó từ giá mấy ký luôn luôn. Là cá nhiều lắm luôn, cá bự cá nhỏ đó. 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 Cá cái con cá bự kìa. Cá từ 20 ký đó. Về cho mấy vô con nữa đó. Là cá đó gì nào không có. Ủa nó kéo gì ha sao? Mà có mấy con cá nhỏ mà y có mấy con cá lớn rồi mấy cá nhỏ nó chưa có sinh sản nha. Cá này nó kéo gì nè? Về hả? Tự về cá nhỏ tự về luôn. Con sao nó lại đi cùng cá bự chia. Cá bự chia dài cho mấy vô con cá chấm cỏ. Đó. Cá chép. À cá chép giòn ha. Trời ơi con cá nó chừ bao nhiêu ký ta? Im nó mới lên. Nó bự dữ trời. Con mang cá nó không ăn thức ăn coi, coi cá chim kìa, cá chim kìa. Cá này ăn rau cải nè. Này rau cải bu lại ha. Đó bu đúng rồi, không ăn cải. Ê con cá này từ giá 5 6 ký không ta? Mười mấy ký á. Dạ, mười mấy ký đó hả? Hay vậy chứ, con bắt là nó bự lắm đó. À, mười mấy cái trộn con cá hàng kia nó bự. Ủa, nó bự dữ rồi trời. Làm như con cá mập làm sao? Con cá mấy không rồi? Sắp mệt, sắp mệt à. Kìa đó, 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 đó. Đó. Ê, nó ăn nguyên cái lá cải luôn kìa. Kìa. Thấy bự rồi, mười mấy con cá mười mấy ký trộn luôn. Rồi, con cá này là cá đực nè. Đủ một cải luôn. À, gì? Đi chứ đâu biết đâu. Quá trời bự luôn kìa. Ba con. Vậy là giờ em gà đấy ha. À, nhưng mà chỗ này chắc không dám đâu. Nhưng ngoài ra là đi khỏi chỗ này mới dám bắt, chỗ này không biết bắt. Vô chống coi cường. Chứ, ông năm chú năm vô chú năm. Thôi vô mặt không dám rồi. Ừ, ông đến. Dạ. Con gì dữ quá vậy? Dạ. Không dám. Không dám rồi. Bự quá bự luôn nè quý vị. Ông đây để quay cho. Ông vô đây ông đẻ gì á? Bự gỗ đẻ quý vị. Gùa hay quy ta? Gùa. Bự quá bự luôn kìa. Vô đây đẻ gì á? Ừ nó đẻ. Đâu? Trứng đâu? Kìa đây kìa nó đào lỗ đó, cái đó là đẻ đó. À. Nó đào lỗ đó. Thôi để cho đẻ đi mày giật ta chi quá lớn ta. Ủa sao gùi bu dữ hả? Thì lên đó đẻ thì phải gùi bu rồi. Coi không còn ấy không nhúc nhích không? Còn là. Ờ thiệt không đụng dữ. Đỡ bình thường. À. Đang đẻ ha gì không sao? Quá trời bự luôn kìa. Bự gỗ là đẻ. Bự gỗ là con này với. Kêu ổng ơi đợi ổng đi ra. À cái đầu ổng vô trống á. Ôi, từ là mấy chục ký luôn á. Bự lắm hả? Bự dữ lắm. Quá trời bự luôn rồi, tài ơi tài. Ê, từ mấy chục ký luôn á. Tạm biệt của chú anh chị quý vị trong những đoạn clip tiếp theo ha. Thì nếu mình có đi ngang đây vào cái dịp mà nước lên, nước nổi lên á, thì cái đàn cá nó tràn vô nhà của ông Sáu nè. Mình vi có nghĩa ghi hình chia sẻ quý vị cùng xem nhìn những chú cá nó vô nhà như thế nào ha. Chứ cái đoạn sông này rất là sâu luôn, là sông Dàm Nao của chú anh chị. Ở bên đây thì nó sâu lắm, cộng bên kia hiện tại giờ nói chung là hổng gài quý vị cũng đã biết như thế nào á. Bà con tập trung để tắm như thế nào ha. Sông sâu thì bên lỡ bên bồi mà. Thì nói chung vậy quý vị. Nhiều quý vị ở xa không biết gì hiếu kỳ tập trung đến thôi, chứ dân tại địa phương đó là nói chung là cũng chuyện bình thường ha. Thì chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những đoạn clip tiếp theo.